với cơ sở vật chất hiện đại, năng lực vận chuyển cao hơn, việc đưa bến phà mới Đồng Bài đi vào hoạt động được thành phố Hải Phòng kỳ vọng sẽ không còn tình trạng ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi đến với đảo Ngọc Cát Bà. Lượng khách du lịch đến với đảo Ngọc Cát Bà trong 3 tháng đầu năm nay đạt gần 410.000 lượt, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái. Để giải quyết vấn đề ùn tắc, thành phố Hải Phòng đang triển khai thực hiện làm mới 5 bến phà để phục vụ cho bến phà Đồng Bài. Một ngày phà có thể chạy tối đa 140 chuyến. Trong điều kiện thuận lợi, mỗi chuyến chở tối đa 500 hành khách, 40 xe mô tô, 9 xe khách loại 47 chỗ. Hiện nay đối với hạ tầng của bến mới, đặc biệt là bến Đồng Bài, với cái phương tiện hiện có thì có cái việc mà cái phần thiết kế của phà với cái lưỡi phà và mặt bến thì có cái sự chưa phù hợp với nhau. Thì để giải quyết cái vấn đề này thì đội ngũ thuyền trưởng, đặc biệt đội ngũ thuyền trưởng đã tính toán và cái vị trí cập bến làm sao cho phù hợp nhất để cho xe xuống một cách nhanh, thuận tiện. Bên cạnh đó là chúng tôi đã có những cái cầu kê, gọi là cầu kê phà, làm sao mà nó đủ cái độ cao phù hợp để cho phương tiện xuống phà một cách an toàn và nhanh nhất. Về lâu dài thì phương tiện mới sẽ ra để kịp phục vụ bà con trong những cái dịp lễ Tết và đặc biệt là cái mùa hè tới này. Dự kiến 3 tuyến phà Bến Gót, Bến Cái Viềng, Bến Gót, Bến Phủ Long, Cảng Tuần Châu, Bến Gia Luận có thể đón 5.000 hành khách một ngày. Ngày cao điểm có thể huy động các tàu quay vòng nhanh, tăng chuyến không hạn chế nhằm giải tỏa hết hành khách, tối đa khoảng 13.500 khách một ngày. Trong thời gian vừa qua, công ty chúng tôi đã xúc tiến làm việc với lại công ty Bayview Cát Bà, đơn vị đang đóng 5 phà mới, có trọng tải là 198 tấn một phà. Này thì là sẽ có những chiếc phà mới đầu tiên để phục vụ hành khách và góp phần giảm tải cái ùn tắc giao thông tại bến phà Đồng Bài. Với những giải pháp quyết liệt trước mắt và lâu dài của thành phố Hải Phòng, việc lưu thông qua bến phà Đồng Bài sẽ từng bước được cải thiện. Người dân và du khách sẽ có hành trình thuận tiện, an toàn khi đến với di sản thiên nhiên thế giới, quần đảo Cát Bà.